Quang Minh xin kính chào quý khách hàng, kính chào tất cả anh chị em nhà đầu tư cũng như là anh chị em môi giới. Quang Minh chúc cho tất cả mọi người được dồi dào sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, hiện tại Quang Minh đang đi trên đường tỉnh lộ 15, địa phận xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, một con đường khá là quen thuộc. Nối từ địa phận Hóc Môn đi hết cái đường tỉnh lộ 15 là đi qua bên kia là tỉnh Bình Dương của huyện Bến Cát. Phía trước mặt mình là cái cầu Thay Thay nha các anh chị. Cầu Thay Thay. Hướng mình đang đi lên đây là hướng đi lên địa đạo Củ Chi. Thì hôm nay Quang Minh làm cái video clip này để chào đến toàn thể quý vị một lô đất nằm trên mặt tiền đường Phú Hiệp. Một sẹt của cái đường tỉnh lộ 15 này các anh chị. Đường Phú Hiệp bên tay trái đây, vừa qua cầu là các anh chị mình rẽ trái liền ha. Rẽ trái liền vào cái con đường Phú Hiệp. Mình chạy khoảng tầm 400-500 mét nữa là gặp cái lô đất bên tay trái nha các anh chị. Lô đất có diện tích là 920 mét vuông. Đất trồng cây hàng năm. Chức năng của lô đất này là khu dân cư. Có gì tí nữa Quang Minh sẽ test quy hoạch và quay cái cuốn sổ rõ ràng chi tiết cụ thể cho các anh chị mình xem. Quang Minh đang đi trên đường Phú Hiệp. Đường này là đường ô tô hai chiếc sẽ chạy né nhau được nha các anh chị. Con đường Phú Hiệp này nếu mà các anh chị mình đi hết là gặp cái đường tỉnh lộ 6 ha. Gặp đường tỉnh lộ 6. Bên tay phải của con đường Phú Hiệp là khu dân cư hiện hữu nha các anh chị. Nhà cửa khá là đông. Còn bên tay trái thì nó ít nhà các anh chị ha. Cho nên là bên tay trái là khu dân cư kết hợp sản xuất. Mình chạy tí xíu nữa là gặp lô đất bên tay trái các anh chị. Từ đường tỉnh lộ 15 mình chạy vào đây khoảng 400-500 mét ha. Rất gần chứ không có xa. Cái hình ảnh này là từ trên cao nè, chụp xuống. Đó, hình ảnh cái vị trí lô đất nha các anh chị. Cụ thể là nó giáp với cái đám cây này. Là hình ảnh cái vị trí lô đất mình ha. Đây bây giờ Quang Minh review cái thực tế, hình ảnh thực tế nè. Vị trí lô đất 900 thực tế là 919 mét nha các anh chị. Chiều ngang lô đất này là 11m66. Mặt tiền 11m66. Gần cái khu du lịch địa đạo Củ Chi nha các anh chị. Đây là con đường Phú Hiệp. Dân cư ở cũng khá là đông các anh chị ha. Nhìn qua bên kia là cái khu di tích địa đạo Củ Chi. Đường này là đường tỉnh lộ 6. Tỉnh lộ 6 đây. Cho nên là cái đường Phú Hiệp này nó thông từ tỉnh lộ 15, nó thông qua đường tỉnh lộ 6 nha. Bây giờ Quang Minh sẽ quay cái cuốn sổ của lô đất này. Quang Minh sẽ test quy hoạch cho các anh chị mình biết chi tiết cụ thể ha. Xong Quang Minh nói cái hướng và báo cái giá cho cả nhà mình luôn. Lô đất số 685, tờ bản đồ số 15. Địa chỉ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích là 919,2 m². Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn sử dụng là 2068. Những cái sổ mà mới gia hạn đây là gia hạn tới 40-50 năm nha các anh chị. Nhưng mà gia hạn như này thôi chứ mình đăng ký mình chuyển lên thổ cư đâu có còn cái thời hạn sử dụng nữa. Đã chuyển lên thổ cư là thời hạn sử dụng là lâu dài. 919,2 các anh chị ha. Bản vẽ hiện trạng đây. Cái mặt tiền Phú Hiệp này 11m66. Nó chạy vô cái nó bung ra cả nha anh chị. Bung ra chạy xuống. Phía sau là 11m95 nè, cộng với 1m52 nữa. 11 12 13 gần 13m rưỡi nha các anh chị, 13m rưỡi. Dài là 62,99, gần 63m ha. Mặt tiền đường Phú Hiệp. Bây giờ Quang Minh tiến hành test quy hoạch cái sổ đất này luôn.
cho các anh chị mình biết cái chức năng của nó. Nữa 685 tờ bản đồ số 15. Đầu tiên mình vào cái bản đồ của xã nha các anh chị, xã Phú Mỹ Hưng. Tờ số 15. Thửa đất 685. Thửa 685. Đường này là đường Võ Thị Bàn. Võ Thị Bàn là cũng một sẹt của đường tỉnh lộ 15 các anh chị. Này rạch Thay Thay. Rạch Thay Thay thì cái đây là đường Phú Hiệp đây. Nãy hướng tỉnh lộ 15 Quang Minh chạy vô. Chạy vô cái đường Phú Hiệp. Lô đất của mình nằm bên tay trái. Đây, thửa 685 đây. Cái hình lô đất này các anh chị. Y chang như trên cái bản vẽ hiện trạng luôn ha. Quang Minh copy cái thửa đất này. Copy. Để dán vào cái ranh quy hoạch xem có nằm trong cái ký hiệu số hay không. Nếu nó không có nằm trong ký hiệu số là ngoài khu dân cư nha các anh chị. Là đất quy hoạch ha. Thửa 685. Rồi mình vào cái ranh quy hoạch. Thửa vô. Đây thửa đất mình đây. 685. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú Mỹ Hưng, điểm dân cư nông thôn số 1, ký hiệu của nó là 102. 102. Nó nằm trong đây là ok nha các anh chị. Nếu mà ra ngoài cái khu này là thua. Hoặc lặn rớt vô ngay chỗ này là thua, rớt vô chỗ đây cũng thua luôn. Đó, miễn vô cái trong có cái ký hiệu số là ok. Có chi tiết xây dựng. 1/2000, số 102. Bán cái thửa đất mình vô. Đây các anh chị. Tô đậm lên. Đó thửa 685 đây. Đường Phú Hiệp đây. Tỉnh lộ 15 ngoài đây. Cầu Thay Thay đây. Qua cầu Thay Thay rẽ trái. Rẽ trái chạy vô là lô đất nằm bên tay trái. Còn mình đo cái từ ngay vị trí đất đi cái đường chim bay ra ngoài tỉnh lộ 15 là bao xa. Đây đây. Ở 982 mét. Nó chạy có một tí mà xa chứ ta. 982 mét các anh chị. Đó, đo trên máy là chính xác chứ không có sai nha các anh chị. 982 mét. Cái đường này nó thông qua đường tỉnh lộ 6. Tỉnh lộ 6. Đây, tỉnh lộ 6 đây. Tỉnh lộ 6 cũng một sẹt của đường tỉnh lộ 15 này. Tỉnh lộ 15 ngoài đây. Khu này là khu du lịch địa đạo Củ Chi. Khu di tích địa đạo Củ Chi á. Còn mình đo chi tiết từng chiều ngang chiều dài luôn cho các anh chị mình biết luôn. 11m65 chiều ngang phía trước đó các anh chị. Còn chiều ngang phía sau là phải hơn 13m không? 13m4. Chiều dài là 62m mấy. Mình tính cái diện tích luôn. À, 919,1 nè các anh chị. Y như trong cuốn sổ luôn ha. Đó. Đối diện mình là khu dân cư hiện hữu. Mình là cái màu xanh, xanh lá. Đây. Đây là dân cư hiện hữu. Còn của mình là đất ở nông thôn kết hợp sản xuất. Có hai chức năng đất này là mình mua là ok nha các anh chị. Đường Phú Hiệp, hướng của cái lô đất này là hướng hướng Tây Bắc. Giá bán lô đất này là chủ kêu với cái giá là 3 tỷ 080 triệu đồng. Còn thương lượng trên tổng diện tích là 919 m2 đất trồng cây hàng năm.
mặt tiền đường Phú Hiệp một sẹt đường tỉnh lộ 15, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của Quang Minh. Trước khi kết thúc video, Quang Minh xin kính chúc cho toàn thể quý vị, quý khách hàng của Quang Minh được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video tiếp theo.